đã khám phá những tài năng ca nhạc bằng hình thức tuyển lựa ca sĩ. Đã 51 năm qua, chúng tôi muốn nói đến từ năm 1942. Một người nếu gọi là nghệ sĩ cũng chưa đủ để gọi, để đánh giá về một nhân vật. Vì ông ta đã là một nghệ sĩ, ông ta đã là một ca sĩ vì đã hát những bài hát mà ngay cả những bài hát do chính mình sáng tác, cho nên đã là một nhạc sĩ. Đã từng là tài tử, đã từng là kịch sĩ, đã từng là trưởng đoàn của những đoàn hát, đã từng đào tạo rất nhiều người có tên tuổi trong nền âm nhạc Việt Nam. Và những bài hát của ông đã đi vào lòng hàng triệu triệu khán thính giả Việt Nam trong hơn 5 thập niên vừa qua, mãi cho đến ngày hôm nay. Chúng tôi không thể giới thiệu bằng ca sĩ hay nghệ sĩ được, mà phải dùng hai chữ mà cả quần chúng nhân dân dân tộc Việt Nam đã dành cho ông trong suốt 5 thập niên vừa qua. Kính thưa quý vị, phần cảm tưởng đặc biệt tối hôm nay, chúng tôi trang trọng và dành vinh dự cho một người đến từ Paris, Quái Kiệt Trần Văn Trạch. Cho nên chỉ có hai chữ Quái Kiệt cho đến ngày hôm nay, chưa có một người nào thay thế được. Kính thưa quý vị, chú ba Trần Văn Trạch. Yeah, Trần Văn Trạch. Ý thức quốc gia mong ở lòng ta sẽ giúp bao người được lên cửa nhà. Tô điểm gian sang so vào lập trang, ta miền kiên thiết trong giấc mong vàng. Triệu phú đến đây, thôi mua đi xe nhà giàu sang mấy hồi. Một số quốc gia du đồng bào ta, ấy là tiên chức của người Việt Nam. Mùa số mau lên, số số gần đến. Mùa số mau lên, số số gần đến. Tôi xin đại diện ban tổ chức giải tài năng mới 93 xin trao anh bó hoa của người đi sau tri ân người đi trước. Anh xin cảm ơn em vì tôi có cái quen là thường kêu các em nhạc sĩ là em của tôi, cũng như tôi kêu Phạm Duy bằng anh, thì chúng tôi coi nhau như anh em. Thì hôm nay trước mặt bao nhiêu khán giả, những vị ân nhân của chúng ta, và trước mặt các nhạc sĩ danh tài của nước Việt Nam, tôi xin thành thật cảm ơn các em đã nối sự mong ước và giấc mơ của tôi để thành một cuộc thi đàng hoàng như thế này. Và hôm nay tôi xin long trọng và xin mến thương trao lại sứ mạng và giấc mơ của tôi cho một người rất xứng đáng, đó là nhạc sĩ Ngọc Chánh. Anh xin trao lại cho em cái micro này, tượng trưng cho tiếng hát của nước Việt Nam từ đây và đến ngày sau. Kính thưa quý vị, hơn 30 năm về trước, quần chúng, báo chí đã tặng cho anh Quái Kiệt Trần Văn Trạch. Và 30 năm về sau, bây giờ vẫn chưa có người tiếp nối Quái Kiệt Trần Văn Trạch. Chúng tôi xin phép đại diện ban tổ chức giải tài năng 93 xin được phép ghi ơn anh, tuyên dương anh là người nghệ sĩ của thế kỷ. Hồi nãy do Ngọc Chánh nói là cho tôi được một cái tên là người nghệ sĩ của thế kỷ, thì tôi cũng xin nhớ đến một giọng hát mà tôi thường lại nói là một giọng hát của thế kỷ, đó là giọng hát của cô Thái Thanh.
mà hôm nay hồi nãy tôi thấy có chị Thái Hằng, mà không biết chị Thái Thanh có ngồi đâu đó hay không, cũng ca cái bài của đại nhạc sĩ vĩ đại của chúng ta. Thưa quý vị, mà bị cái đó tôi muốn ca hôm nay là tại vì cái người đó có giọng hát của thế kỷ, và nhất là tâm tình của tác giả, muốn nói đến tâm tình của quý vị và tâm tình của chúng tôi. Là thường chúng ta được những cái thơ bên Việt Nam hỏi: con ơi con, chừng nào con về con? Mẹ và ba không biết ngày nào, cho nên mẹ và ba trông con quá. Còn mấy đứa em nói: anh ơi, anh không về, chừng nào anh về ba má trông hoài, khóc hoài mỗi ngày. Mà giọng hát đó do hôm nay cô Thái Thanh. Ring 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 ring. Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại, xin trả lời mai một anh về. Anh trở lại đây kỷ niệm viên đăng đồng đen. Xin em để làm kỷ niệm anh trở về trên nỗi nàng gỗ, anh trở về có thể là bài tướng cột chân. Anh trở về nhìn nhau xa lạ, anh trở về giấc mơ đời em. Ta nhìn nhau đôi mắt chưa quen, có quên đi bao lời trăn trối em ơi. Em hỏi anh bao giờ trở lại, xin trả lời. Và chúng ta cùng trả lời cho nước Việt Nam thương yêu chúng ta: mai một nơi tôi về. Chúc chú Ba đạt được ý nguyện của mình. Và không phải như chú Ba Trần Văn Trạch nói là chú Ba đi hát một vòng thế giới rồi không biết một ngày nào đó có trở về hát tại Ritz được không. Chúng tôi chắc chắn một điều rằng 150 tuổi chú Ba Trần Văn Trạch vẫn về để hát nữa. Tại vì chú Ba Trần Văn Trạch bây giờ là 100 tuổi rồi. Kiến thức quốc gia mong ở lòng ta sẽ giúp bao người được nên cửa nhà. Tôi điểm gian sang xa vào lòng tan, ta nguyện kiên thiết trong giấc mong vàng. Triệu phú đến nơi năm mười đồ tôi mua lấy xe nhà cho sang mấy hồi. Một số quốc gia giúp đồng bào ta, ấy là thiên chức của người Việt Nam. Mùa số mau lên, gió số gần đến. Mùa số mau lên, gió số gần đến.
kính chào quý khán giả.